Hoặc nhận cõi nhị thiền là chuyển y chân tránh do tâm không khổ lị nữa. Trong khi thiền quán, hành giả có thể đạt đến cõi trời nhị thiền nơi tâm không còn khổ nữa vì hành giả đã phát triển được định lực. Cõi trời này gọi là định xanh hỉ lạc. Hoặc nhận tam thiền vì rất vui đẹp, vì rất ham thích niềm vui tột bực ở đó. Anh ta nghĩ rằng mình sẽ đạt được bất kỳ điều gì mình muốn ở đó. Vì thế anh ta cho rằng đây là cõi trời kia là cảnh giới niết bàn. Hoặc nhận tứ thiền vì cả vui khổ thực sự tiêu vong, không còn chịu sinh diệt trong luân hồi nữa, hành giả cho rằng mình không còn trải qua sự luân hồi sanh tử nữa, hành giả cho rằng trong cõi trời tứ thiền gọi là xả niệm thanh tịnh địa, nơi khổ vui đều tiêu dung và không còn tái sinh trong tam giới nữa, do vì cảnh giới này rất thanh tịnh nên hành giả xem đó là cảnh giới niết bàn, muốn quay về an trụ nơi đó kinh văn mê hữu lậu thiên tác vô vi giải ngũ sứ an ổn vi thắng tịnh y như thị tuần hoàn ngũ xứ cứu cánh việt dịch mê chấp các cõi trời hữu lậu phát khỏi kiến giải vô vi lầm sự an ổn năm chỗ ấy là nơi nương tựa thắng tịnh tuần hoàn rốt ráo trong năm chỗ như vậy Giảng mê chấp các cõi trời hữu lậu phát khởi kiến giải vô vi Những cõi trời này còn trong vòng hữu lậu Nhưng hành giả mê lầm nhận giặc làm con khởi nên kiến giải vô vi Và xem năm trạng thái này là nơi nương tựa thủ thắng Lầm sự an ổn năm chỗ ấy là nơi nương tựa thắng tịnh Anh ta cảm thấy rằng năm trạng thái này là an ổn và bảo đảm Đó là nơi tuyệt đối thanh tịnh thủ thắng để quay về an trụ tuần hoàn rốt ráo trong năm chỗ như vậy cứu xét kỹ lưỡng theo cách ấy nên quyết đoán có năm chỗ rốt ráo anh ta nghĩ các cảnh giới ấy là trạng thái tột cùng nơi anh ta có thể nhập niết bàn anh ta không nhận ra những cõi trời này vẫn còn trong vòng hữu lậu kinh văn do thử kế độ ngũ hiện niết bàn đoạn lạc ngoại đạo hoặc bồ đề tánh thị tắc danh vi đệ thập ngoại đạo lập ngũ ấm chung ngũ hiện niết bàn tâm điên đảo luận việt dịch do kế chấp năm thứ niết bàn hiện có như vậy nên rơi vào ngoại đạo mê mờ tánh bồ đề đây là ngoại đạo thứ 10, lập nên những luận điên đảo chấp trong ngũ ấm có năm thứ niết bàn hiện có Giảng: dạ, Do kế chấp năm thứ niết bàn hiện có như vậy nên rơi vào ngoại đạo mê mờ tánh Bồ Đề, đánh mất trực giác về bản tánh giác ngộ sáng suốt. Đây là ngoại đạo thứ 10 lập nên những luận điên đảo chấp trong ngũ ấm có năm thứ niết bàn hiện có. Đây là tà thuyết ngoại đạo thứ 10 lập nên những luận thuyết sai lầm về năm loại niết bàn hiện có trong phạm vi của ngũ ấm, những luận thuyết ấy là hoàn toàn sai lạc và điên đảo.